ta tro bụi trên sông, xuôi bèo qua nẻo hư không mẹ về. Chiều qua trắng rợn bốn bề, trần gian thêm một kẻ về mồ côi. Từ đây chỗ mẹ ta ngồi, mây như tóc trắng rối bời mây qua. Cuộc sống của Kiệt đã thực sự rối bời kể từ ngày mẹ bị đột quỵ. Với em, mất mẹ là một tai nạn khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Giữa lúc chông chênh điểm tựa, cha em cũng lặng lẽ rời đi. Cậu bé phải nghỉ học gián đoạn, lạc loài đơn côi, em tìm về với ngoại. Nào ngờ bà ngoại Kiệt lại ra đi vĩnh viễn sau 3 tháng phát hiện ung thư máu. Bà ngoại con mất thì con rất buồn. Tới khi mà mẹ con mất á thì lúc đó con rất suy sụp. Tại con không có mẹ cho nên tụi nó cứ chọc là ê thằng kia không có, cái thằng không có mẹ kìa. Lúc đó cái cảm xúc con quá kích động, nó còn định đánh nữa nhưng mà không. Tại vì nó bị đánh á thì sợ là sẽ bị mắc mời lên phòng y trưởng mà con phải đình chỉ học. Cho nên con nhịn, con không có làm gì hết trơn á. Lúc mà còn mẹ con chủ quan, cứ ý lại là mình học kém cũng không sao hết trơn, không bị gì hết trơn á, chỉ cần lên lớp là được. Nhưng mà bây giờ mẹ mất, con mới hiểu được là mình khó mà sống được đó. Nhưng mà con vẫn phải nỗ lực, chứ không thì làm phụ lòng mọi người nữa. Được cậu mở Úc cưu mang, tạm thời Kiệt không phải bỏ học giữa chừng. Từ một đứa trẻ ỷ lại, giờ đây em chăm ngoan hơn. Sau giờ lên lớp, Kiệt phụ mợ việc nhà. Em xem đó là cách để thể hiện lòng biết ơn trong cảnh nhà nghèo, thêm người, thêm chén. Con nghĩ mình phải có trách nhiệm nhưng mà cũng phải chia sẻ với lại đỡ một phần công việc cho mợ. Ngày trước là mẹ con nuôi con rất là cực rồi, nhưng bây giờ một phải nuôi tận 3 người. Cho nên con nghĩ là mốt sẽ rất vất vả. Nhỏ con gái lớn em thì năm nay nó 18 tuổi rồi. Nó học tới lớp 9 rồi, như cha mẹ khổ quá rồi nó nghỉ rồi đi làm công nhân. Bây giờ thất nghiệp. Có thằng nhỏ thì hôm nay 9 tuổi, học lớp 3 với thằng Kiệt. Như ở nhà nội trợ chăm sóc mấy đứa nhỏ cho nó ăn học vậy đó. Rồi đợi nó lớn chút thì vợ chồng tính khác. Bây giờ thằng nhỏ với thằng này học rồi em bỏ con đâu được đâu, nhà cơm nước nó nữa. Ngay cậu thì cậu thương lắm, cậu mợ ai cũng thương hết trơn. Thì ngay nó ăn thì nó cũng dễ, nhà mình có gì thì nó ăn nấy. Tình cảm của cậu với lại mổ giúp con một phần đỡ nhớ mẹ với lại bà ngoại hơn. Tại vì này cái mổ với lại cậu chăm sóc con như một người con khiến con rất cảm động. Này nó thì nó ngoan, la thì cũng không trả lời. Mở cái nó khờ rồi, như em sợ đi chơi tụ tập vậy đó, thì la thì không có cho nó đi chơi. Còn đi học về thì đồ đạc nó tự nó giặt. Bởi với cái đi học về trễ thì em la, nhưng nó không biết lỗi. Rồi sợ đi học rồi như tụ tập bạn bè xong tắm đó, thì sợ nó chết trôi nãy kia thì la nó. Thì cũng khuyên cháu hoài à, nó kêu nó học giỏi thì con gắng học, sau này con có nghề nghiệp với người ta thì ước chỉ cho nó học giỏi vậy thôi, sau này nhờ bản thân của nó. Cái nãy nhà mấy nhỏ sao rồi? Nghe cái đường xin giỏi, còn nghĩa thì khá. Cái này giải mắt được không? Sáng giờ bán cũng được mấy chục ngàn. Bữa mốt 500 triệu tôi gửi về cho mẹ con xài. Tôi quý sao rồi? Để kêu ông hỏi ở ngoài đi, rồi có tháng 5 nó ra làm. Mẹ con ở nhà cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha. Thì thôi, để anh tắt không được bán ra. Coi anh chút rồi. Bye. Tôi là cậu của bé Kiệt. Rồi thấy vậy thì bé Kiệt không ai nuôi thì em cũng coi cháu giống như con mình. Thôi để nó ở đây vợ chồng mình nuôi, nói với vợ em á, nuôi cho nó ăn học. Tới đâu hay tới đó cho sao giờ. Thời gian làm chứ rồi em thất nghiệp. Thế vậy em mới nói vợ thôi để anh đi Vũng Tàu kiếm việc làm chứ ở nhà chứ tối hết rồi. Những tháng ngày bươn chải nơi xứ người với anh Nhân, đó không phải là bước đường cùng. Dẫu đôi lúc bước chân đơn độc cũng rã rời trên hành trình rong ruổi, anh chọn xe kem làm niềm hy vọng. Vì nhờ đây, tụi nhỏ ở quê không phải chịu cảnh đói cơm hay khát chữ.
không cần quế là mình. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, cuộc sống cứ cuốn theo những vòng quay, cuốn theo những chuyến xe của người đàn ông ly hương, rẽ bóng tối, mang theo ước mơ thoát nghèo. Việc mưu sinh như trò may rủi, bữa đắt, bữa ế. Nhưng chỉ cần đường trở về phòng trọ, thùng xe nhẹ tên, đó là ngày anh Nhân có thu nhập khá. Mấy ngày thường thì 200-300 có, 300 có. Em thì nói chung không ăn nhậu, không hút thuốc, không uống phê, không đỡ. Đi xa xứ mà, buôn cơm áo và tiền thì mình gắng, như giờ nào mình còn sức khỏe được thì mình gắng lo buôn bán. Nhiều khi ở đây em cũng hà tỷ hà tặng, nhiều khi ở Vũng Tàu mình đỡ cái có mấy quán cơm từ thiện, quán cơm 2.000 đó, mình lúc khổ thì bây giờ mình ăn đỡ trong đó đi, chừng nào mình dư giả mình phụ quả người ta sao. Chung đây em sống mình với phần mình xứ người mà ở nhà trọ cũng phải ăn uống gói ghém, mình mới có tiền dư gửi gia đình, rồi với phần đóng nhà trọ nữa, hà tiện hà tặng mới có dư được, mới gửi tiền về lo cho mấy đứa cho con với phụ cho bé Kiệt nó ăn học đồ. Không phụ những lắng lo của cậu mợ, Kiệt nỗ lực từng ngày. Năm học 2023-2024 này, em lọt top những học sinh ưu tú của lớp 6C3, được cô thương bạn quý. Không những vậy, Kiệt còn nằm trong danh sách khen thưởng của trường dành cho những học sinh vượt khó học giỏi. Thì cũng rất nhiều lần là gia đình cũng có ý định là không cho em Kiệt tiếp tục đi học nữa. Với những cái khó khăn như thế, tuy nhiên thì em là trong cái quá trình học tập thì em rất là ngoan, rồi lễ phép với thầy cô giáo. Cái kết quả học tập của em trong năm học 2023-2024 về hạnh kiểm và học lực thì cũng xếp được cái loại tốt và đạt danh hiệu là học sinh giỏi. Ngoài ra cái việc học thì bạn còn tham gia những cái phong trào của đội rất là nhiều. Ví dụ như cuộc thi vẽ tranh sắc màu, bạn được là giải 3 của toàn huyện. Trên phương diện là viên chủ nhiệm thì em thấy em có năng khiếu về bên hội họa, thì em có thể em đi những cái ngành, những cái nghề liên quan đến hội họa. Học sinh mà thuộc diện mà khó khăn của trường đó, hàng năm thì chiếm cái tỷ lệ khá cao, chiếm hơn 10% học sinh của trường. Thì có thể nói đây là một cái khó khăn rất lớn của nhà trường trong việc để góp phần nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong số những trường hợp này thì có em Trần Quốc Kiệt thì là một cái trường hợp rất đặc biệt. Sau khi kết thúc một năm học, con được nhận giấy khen là niềm con vui nhất. Thì con thấy rất là nhiều người bị bệnh, rồi kế khi mà thấy mẹ con mà mất với bà ngoại mất đều là bị bệnh, cho nên con muốn trở thành một bác sĩ để có thể giúp đỡ nhiều người hơn, không bị giống mẹ với bà ngoại con nữa. Con cứ sống vậy đó, không có tình yêu thương của mẹ cũng không sao, chỉ cần mình cố là được. Đó là lời trấn an duy nhất em có thể tự nói với chính mình, nói để đủ sức mà sống một cách bình tĩnh. Dần dần có câu, còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây là đờn câm. Chỉ mong sao thiếu cha mẹ, Kiệt không bị đứt đoạn luôn đường chữ nghĩa. Mong rằng tình yêu thương của tất cả mọi người sẽ tiếp thêm động lực để cậu học trò nhỏ trưởng thành và thực hiện được giấc mơ mồ côi còn dang dở.